Xin chào các bạn, Vườn Lan Tây Chi xin chia sẻ thông tin về giải hạt năm cành trắng Phú Thọ. Năm cành trắng Phú Thọ là loại cây cực kỳ nổi tiếng trong dòng năm cành trắng, đặc trưng với cánh hoa trắng thuần khiết, có hương thơm quyến rũ, là dòng lan quý của rừng nhiệt đới và đang được nhiều người săn tìm. Khuôn bông năm cành trắng Phú Thọ có vẻ đẹp hài hòa, cánh đỉnh cao, vươn thẳng, đầu cánh hơi cong, hai cánh vai ngang xếp đều nhau, bên trong môi có hình tim, có mương tuyết ở bờ môi và hai mắt nở rõ màu tím. Hoa tỏa mùi hương rất quyến rũ, dễ chịu, thoang thoảng nhưng bay xa và có thể lôi kéo lòng người. Giả hạt năm cành trắng Phú Thọ tại vườn, thân đẹp, mướt mắt, chỉ cần chăm sóc hơn một năm sẽ có ngay chậu hoa tuyệt đẹp. Cây mua về bạn có thể để nguyên chậu hoặc sang cây ra một chậu khác cũng được. Để nhanh chóng sở hữu chúng, các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn.